Trong chiếc áo khoác màu xanh của mình, Hoàng Xuân Vinh từ từ điềm tĩnh lấy nhịp thở và tập trung vào tấm bia ở trước mặt. Tay súng sinh năm 1974 từ từ đưa cây súng của mình lên, và trong ánh mắt của Xuân Vinh, ánh lên sự quyết tâm cùng với tinh thần của một vận động viên đã muốn làm tất cả để mang vinh quang về cho nước nhà. Ở trên khán đài, các cổ động viên Brazil đã bắt đầu ăn mừng khi mà loạt bắn đầu tiên của vận động viên nước chủ nhà có được kết quả vượt trội. Nhưng Hoàng Xuân Vinh không coi đó là áp lực, dù rằng anh sẽ cần phải có một khoảnh khắc xuất thần để có thể lật ngược thế cờ. Và rồi khoảnh khắc đó hiện lên khi mà viên đạn của Hoàng Xuân Vinh găm vào ô 10,7 điểm, cũng chính là số điểm anh cần để mang về tấm huy chương lịch sử cho thể thao nước nhà. Đó chính là cái cách mà người lính Hoàng Xuân Vinh giật lấy tấm huy chương vàng Olympic lịch sử cho thể thao Việt Nam vào năm 2016. Trong một bộ môn hiếm hoi mà thể thao nước nhà có cơ hội cạnh tranh huy chương, Hoàng Xuân Vinh đã biến thế mạnh 10m súng ngắn hơi nam của mình trở thành niềm tự hào của nước nhà. Từ đó cho tới nay, chiến tích của Xuân Vinh ở Olympic Rio 2016 vẫn luôn là niềm tự hào và là động lực của nhiều thế hệ vận động viên trẻ noi theo. Vậy để chạm tới thành công đó, Hoàng Xuân Vinh đã phải trải qua những gì? Hoàng Xuân Vinh, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1974 tại Hà Tây, nay là Hà Nội, là một trong những vận động viên xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam. Hoàng Xuân Vinh bắt đầu sự nghiệp bắn súng từ khi còn rất trẻ, trải qua nhiều năm rèn luyện và thi đấu. Anh dần khẳng định được tài năng của mình. Trước khi đạt được đỉnh cao tại Olympic, Xuân Vinh đã có nhiều thành tích nổi bật tại các giải đấu quốc tế. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã thể hiện niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Tuy nhiên phải đến khi gia nhập quân đội, anh mới bắt đầu tiếp xúc với bắn súng và nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình. Sau khi được đào tạo chuyên nghiệp, Xuân Vinh bắt đầu tham gia vào các giải đấu trong nước và khu vực, liên tục gặt hái được những thành tích ấn tượng. Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 2001 tổ chức tại Malaysia. Đây là bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của anh, mở đầu cho chuỗi thành tích ấn tượng sau này. Tại SEA Games 2007 tổ chức tại Thái Lan, Hoàng Xuân Vinh đã giành được 2 huy chương vàng, khẳng định vị thế của mình trong làng bắn súng khu vực. Ở các kỳ SEA Games tiếp theo, Xuân Vinh tiếp tục giành thêm nhiều huy chương, khẳng định vị thế của mình trong làng bắn súng ở Đông Nam Á. Anh cũng giành được nhiều huy chương, giúp nâng cao vị thế của bắn súng Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, tại Asian Games 2010 tổ chức ở Quảng Châu, Trung Quốc, anh đã giành được huy chương bạc và huy chương đồng. Anh luôn tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt trong quá trình tập luyện, đồng thời giữ vững quyết tâm và tinh thần chiến đấu. Những bài học từ thất bại đã giúp anh rèn luyện sự kiên nhẫn và tập trung cao độ, từ đó đạt được thành công lớn. Để rồi chính từ những thành công đó đã trở thành tiền đề quan trọng cho hành trình tại Olympic Rio 2016 của tay súng này cùng thể thao Việt Nam. Ngày 6 tháng 8 năm 2016, tại trung tâm bắn súng Olympic ở Rio de Janeiro, Hoàng Xuân Vinh bước vào vòng chung kết với tinh thần đầy quyết tâm. Trong suốt quá trình thi đấu, anh luôn giữ vững phong độ, vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ các quốc gia khác nhau. Trước khi bước vào vòng chung kết, Hoàng Xuân Vinh đã phải trải qua vòng loại căng thẳng. Anh phải cạnh tranh với nhiều vận động viên hàng đầu thế giới, nhưng với kinh nghiệm và sự tập trung cao độ, anh đã vượt qua vòng loại với thành tích xuất sắc, giành quyền vào chung kết. Ở loạt bắn cuối cùng của vòng chung kết, với sự bình tĩnh và kỹ thuật điều luyện, Xuân Vinh đã ghi được 10,7 điểm, vượt qua đối thủ Felipe Amedeo của Brazil chỉ với 0,4 điểm cách biệt. Thành tích này không chỉ mang về cho anh chiếc huy chương vàng mà còn lập kỷ lục Olympic với tổng điểm 202,5. Chiến thắng của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016 không chỉ mang tính cá nhân mà còn là niềm tự hào lớn cho thể thao Việt Nam. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy với nỗ lực và quyết tâm, các vận động viên Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được thành công trên đấu trường quốc tế. Hoàng Xuân Vinh là biểu tượng của sự nỗ lực và quyết tâm trong thể thao Việt Nam. Thành công của anh tại Olympic Rio 2016 đã mở ra một chương mới cho bắn súng Việt Nam, khẳng định rằng với lòng kiên trì và quyết tâm, các vận động viên Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được những thành tích vĩ đại trên đấu trường quốc tế. Chiến thắng của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016 không chỉ là một chiến công cá nhân mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc. Đây là lần đầu tiên quốc kỳ Việt Nam được kéo lên và quốc ca Việt Nam vang lên tại một kỳ Olympic, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong thể thao Việt Nam. Anh không chỉ là niềm tự hào của bắn súng mà còn là tấm gương sáng cho các thế hệ vận động viên trẻ noi theo. Những đóng góp của Hoàng Xuân Vinh cho thể thao Việt Nam sẽ luôn được ghi nhớ và tôn vinh, trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho mọi người. Hoàng Xuân Vinh đã phải trải qua nhiều thách thức trong sự nghiệp của mình. Anh từng đối mặt với nhiều lần thất bại và áp lực lớn từ kỳ vọng của bản thân và người hâm mộ. Tuy nhiên, anh đã học được cách kiểm soát tâm lý và giữ vững quyết tâm. Áp lực tâm lý là một trong những thách thức lớn mà Hoàng Xuân Vinh phải đối mặt. Anh đã nhiều lần gặp khó khăn trong việc giữ bình tĩnh và tập trung cho các trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, anh đã học được cách kiểm soát tâm lý, tập trung vào từng phát bắn và không để áp lực ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Sau Olympic Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh tiếp tục tham gia nhiều giải đấu quốc tế. Mặc dù không đạt được thành tích cao như tại Rio, nhưng anh vẫn là một trong những vận động viên hàng đầu của bắn súng Việt Nam. Anh đã giành được nhiều huy chương tại các giải đấu khu vực và quốc tế, tiếp tục góp phần nâng cao vị thế của bắn súng Việt Nam. Hoàng Xuân Vinh giờ đây không còn thi đấu mà còn tham gia vào công tác huấn luyện. Anh đã truyền đạt kinh nghiệm và kỹ thuật cho các thế hệ vận động viên trẻ, giúp họ phát triển và tiến xa hơn trong sự nghiệp bắn súng. Anh luôn sẵn sàng chia sẻ những bài học và kinh nghiệm quý báu từ những trận đấu quốc tế, giúp các học trò của mình rèn luyện và cải thiện kỹ năng.
Vận động viên Ngô Hữu Vương cũng chia sẻ rằng anh học hỏi được rất nhiều từ Hoàng Xuân Vinh. Tôi từng có 10 năm sát cánh cùng anh Vinh, anh Cường trong đội tuyển bắn súng. Việc cả hai anh trở thành huấn luyện viên của đội có rất nhiều ý nghĩa đối với cá nhân tôi. Dù không cùng nội dung, nhưng những chia sẻ về tinh thần, kinh nghiệm của các anh giúp tôi thi đấu tốt hơn. Trong chia sẻ của mình khi còn công tác, huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung cũng từng cho biết, ở vận động viên Hoàng Xuân Vinh lúc còn thi đấu có một sự đam mê với môn thể thao mình đang thi đấu. Từ đấy, luôn tạo cho mình một ý thức tập luyện rồi quyết tâm giành được thành tích tốt nhất. Bắn súng ngoài tố chất thiên bẩm thì vận động viên trưởng thành phải từ khổ luyện, bà Nhung từng trò chuyện. Điều ấy là đúng với trường hợp của Hoàng Xuân Vinh. Hoàng Xuân Vinh là một biểu tượng của sự nỗ lực và quyết tâm trong thể thao Việt Nam. Thành công của anh tại Olympic Rio 2016 đã mở ra một chương mới cho bắn súng Việt Nam, khẳng định rằng với lòng kiên trì và quyết tâm, các vận động viên Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được những thành tích vĩ đại trên đấu trường quốc tế. Anh không chỉ là niềm tự hào của bắn súng mà còn là tấm gương sáng cho các thế hệ vận động viên trẻ noi theo. Những đóng góp của Hoàng Xuân Vinh cho thể thao Việt Nam sẽ luôn được ghi nhớ và tôn vinh, trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho mọi người.